Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Trong một video hồ sơ cổ sinh gần đây thì chúng ta đã bàn về một trong những chi cá sấu có kích thước lớn nhất mọi thời đại dựa trên các ước tính từ hóa thạch, đó là Dinosuchus. Một số ước tính cho rằng các cá thể Dinosuchus có thể đạt chiều dài hơn 10m, vượt xa loài cá sấu lớn nhất hiện nay là cá sấu nước mặn, vốn chỉ dài tối đa khoảng 6-7m. Một số nhà cổ sinh vật học cho rằng Dinosuchus đã được kích thước lớn như vậy, một phần vì con mồi tiềm năng của những con cá sấu này chính là khủng long, một nhóm bò sát họ hàng cũng có những thành viên với kích thước khủng không kém. Tuy nhiên, sau Dinosuchus hàng chục triệu năm thì cũng có một giống cá sấu đạt được kích thước kinh khủng như thế, dù con mồi của chúng chắc chắn không phải là những loài khủng long khổng lồ. Đó chính là Purussaurus, chi cá sấu được mệnh danh là kẻ ăn tất Nam Mỹ. Vậy chúng đã tiến hóa như thế nào? Ăn gì để có thể đạt được kích thước hàng top trong họ cá sấu như vậy? Ngày hôm nay hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về Purussaurus, ha bá của các con sông ở Nam Mỹ và thế trung tâm. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Purussaurus là một chi cá sấu caiman khổng lồ với hóa thạch được tìm thấy tại nhiều nước thuộc châu Mỹ ngày nay, bao gồm Brazil, Peru, Venezuela và Panama. Brazil là những nơi hóa thạch đầu tiên của Purussaurus được tìm thấy vào cuối thế kỷ 19 do công của nhà nghiên cứu khoa học Barbosa Rodriguez. Ông cũng chính là người đã mô tả mẫu vật này và đặt danh pháp khoa học cho nó sau khi xác định được đây là một chi cá sấu caiman khổng lồ đã tuyệt chủng nhiều triệu năm trước. Ông lấy tên con sông Purus, một phụ lưu của con sông Amazon vĩ đại nằm trên biên giới giữa hai nước Brazil và Peru, để đặt tên cho con cá sấu này với hóa thạch của nó được tìm thấy tại một địa điểm bên bờ sông Purus. Do đó mà chúng ta có tên chi là Purussaurus, có nghĩa là thằn lằn sông Purus. Tên loài là Brasiliensis, ý chỉ loài cá sấu này được khám phá tại Brazil. Sau Purussaurus Brasiliensis, còn có thêm hai loài khác cùng chi được mô tả và định danh dựa trên các hóa thạch được khám phá sau này, gồm Purussaurus Navensis vào năm 1941 và Purussaurus Mirandae vào năm 2006. Về niên đại thì suốt một thời gian dài, người ta từng cho rằng Purussaurus bắt đầu xuất hiện cách đây khoảng 8 triệu năm trước và tuyệt chủng vào khoảng 5,3 triệu năm trước. Tuy nhiên, những phát hiện gần đây đã khiến các nhà cổ sinh vật học phải điều chỉnh lại mốc thời gian xuất hiện của Purussaurus lên khoảng 16 triệu năm trước nhờ những dấu răng hiện diện trên các con mồi hóa thạch. Trong số 6 loài cá sấu tiền sử xuất hiện trong khu vực thì không loài nào có dấu răng to như vậy ngoài trừ Purussaurus. Ban đầu thì Joao Barbosa Rodriguez không hoàn toàn ước tính được sự khổng lồ của Purussaurus vì sự không hoàn chỉnh của các hóa thạch được tìm thấy. Tuy nhiên, nhờ những khám phá tiếp theo, đầy đủ và hoàn chỉnh hơn, người ta mới dần dần mường tượng được sự khủng khiếp của một trong những kẻ săn mồi lớn nhất thế giới sau thời đại khủng long. Chiều dài hông sọ của mẫu vật lớn nhất thuộc loài Purussaurus brasiliensis lên tới 1,45 m, gần tương đương với chiều dài 1,5 m của mẫu vật Dinosuchus lớn nhất và kém một chút so với chiều dài 1,6 m của mẫu vật Sacosuchus lớn nhất. Cần biết rằng, phần móm của các loài cá sấu caiman nói chung luôn có tỷ lệ ngắn nhất so với các loài cá sấu phổ biến khác hiện nay là cá sấu crocodile, cá sấu Mỹ alligator và cá sấu Ấn Độ gharial. Trong khi đó thì Sacosuchus vốn không phải là cá sấu chuẩn, sở hữu phần móm dài và tương đối hẹp như cá sấu Ấn Độ ngày nay. Thế nên dù có thua thiệt đôi chút về thông số chiều dài thì con số gần 1,5 m chiều dài hộp sọ của Purussaurus vẫn hết sức khủng khiếp. Một phương pháp phổ biến để tính kích thước của cá sấu cũng như các loài bò sát giống cá sấu đó là sử dụng chiều dài của hộp sọ đo từ đỉnh giữa chóp mũi đến phần sau của xương sọ. Bởi các loài cá sấu còn tồn tại ngày nay cho thấy sự liên hệ chặt chẽ giữa chiều dài hộp sọ và chiều dài cơ thể ở các cá thể gần trưởng thành cho đến trưởng thành, bất kể giới tính. Chính vì thế, chiều dài hộp sọ là một thông số rất quan trọng để ước tính kích thước của cá sấu như Purussaurus. Sử dụng phương pháp này, các nhà khoa học đã đưa ra một số ước tính khác nhau tùy theo tỷ lệ mà họ quyết định sử dụng. Nhưng về cơ bản thì các ước tính này đều thống nhất một điều rằng Purussaurus là một con cá sấu caiman khổng lồ với chiều dài hoàn toàn có thể vượt qua mốc 10m. Ước tính được cho là khống nhất về Purussaurus tin rằng con quái vật này có thể dài đến 15,8 mét và cân nặng đạt hơn 12 tấn. Khiêm tốn nhất là một ước tính vào năm 2012 khi cho rằng chiều dài của Purussaurus có thể nằm trong khoảng từ 7,6 đến 9,2 mét và nặng từ 2 đến 6,2 tấn. Dù là con số nào đi nữa thì Purussaurus cũng vượt xa kích thước của loài lớn nhất trong dòng họ cá sấu còn tồn tại hiện nay là cá sấu nước mặn. Tất nhiên, do là một giống loài đã tuyệt chủng và chỉ còn được biết đến qua hóa thạch, vẫn có khả năng còn những cá thể Purussaurus lớn hơn mà người ta chưa tìm thấy.
Cũng như Deinosuchus, Purussaurus được cho là giống cá sấu sở hữu một lực cắn siêu kinh khủng. Trong một nghiên cứu vào năm 2015, nhà cổ sinh vật học Tito Aureliano cùng các cộng sự đã quả quyết rằng Purussaurus sở hữu lực cắn mạnh nhất trong tất cả các động vật bốn chân trong lịch sử. Khi cắn môi thì carpem của Purussaurus có thể tạo ra một lực khoảng 7 tấn, mạnh hơn nhiều so với lực cắn từ 3,5 đến 5,7 tấn của loài khủng long săn mồi bá đạo nhất là T-Rex. Về cơ bản thì điều này cũng không có gì quá ngạc nhiên, bởi cá sấu nước mặn vốn nhỏ hơn Purussaurus nhiều đã có lực cắn lên tới 3 tấn, thì Purussaurus hoàn toàn có thể cắn mạnh hơn cá sấu nước mặn nhiều lần. Tất nhiên, những thông số về lực cắn thường không đến từ một nghiên cứu thống nhất, mà có thể từ nhiều nghiên cứu khác nhau, phương pháp luận cũng khác nhau nên việc so sánh chỉ mang tính chất tham khảo là chính. Cần biết rằng Purussaurus cũng giống như các loài cá sấu caiman hiện đại, với các giác quan tập trung chủ yếu ở phần phía trên của đầu, thế nên nhiều khả năng chúng là những con cá sấu săn mồi theo phong cách mai phục kinh điển đã được mài rũa qua hàng chục triệu năm tiến hóa của dòng dõi cá sấu. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, phong cách săn mồi này đã giúp các loài cá sấu từ Deinosuchus, Purussaurus cho đến các loài cá sấu hiện đại ngày nay trở thành những kẻ săn mồi đáng sợ dưới nước trong các hệ sinh thái. Lực cắn mạnh phục vụ cho mục đích nhất kích tất sát, hạ gục con mồi trong một phát cắn, hoặc chí thì cũng hãm chặt nó để nó không thể vùng vẫy được trước khi bị kéo xuống nước trong tuyệt vọng, bị dìm chết trước khi trở thành bữa ăn ngon cho những ông thần sông xù xì. Để đảm bảo công việc tiến đưa con mồi về nơi an nghỉ cuối cùng được diễn ra suôn sẻ thuận lợi, hàm răng của Purussaurus được trang bị những chiếc răng lớn, dài khoảng 50mm và cong nhẹ về phía sau. Trên răng có những đường gờ nhỏ thuận tiện cho việc đâm sâu và cắm vào thịt, đồng thời khiến con mồi mất máu nhanh hơn. Trong khi răng ở đầu hàm dài và nhọn hơn thì răng ở cuối hàm ngắn và tròn hơn, cho thấy chúng có thể được dùng để phục vụ cho những mục đích khác nhau, trong đó răng tròn và ngắn sẽ thuận lợi cho việc nghiền xương của con mồi hơn. Các phân tích về cơ sinh học cũng cho thấy, hộp sọ của Purussaurus hoàn toàn có khả năng thực hiện được những đòn xoay tự thần do an truyền của dòng họ cá sấu, Deathrone. Đó là những cú xoay cực nhanh trong lúc vẫn đang ngoạm mồi, có thể giúp chúng bẻ gãy cơ thể con mồi một cách nhanh chóng và hiệu quả, hoặc để xé những màng thịt lớn. Bởi những con mồi có kích thước khủng thì Purussaurus cũng khó có thể nuốt trọn một mình và phải chia với đồng loại. Ngón đòn hung hiểm này cũng có thể được sử dụng đối với đồng loại trong những cuộc cạnh tranh, hậu quả hoàn toàn có thể khiến đối phương mất đi một cái chân như đã từng được chứng kiến giữa những con cá sấu trong môi trường nuôi nhốt. Vậy thì khi không sống cùng thời với những con khủng long khổng lồ như Deinosuchus, Purussaurus sẽ có gì trên thực đơn của nó để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cái thân xác khổng lồ? Với kích thước và khả năng săn mồi đỉnh của Chop, Purussaurus rõ ràng là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu kẻ săn mồi đầu bảng trong khu vực, và câu trả lời là nó ăn tất, thậm chí có thể ăn cả những loài cá sấu khác. Giống rùa nước ngọt lớn nhất lịch sử từng sống cùng địa bàn và niên đại với Purussaurus là Stupendamus, với chiều dài mai hơn 2m có thể là một con mồi đầy tiềm năng. Những con chuột lang nước khổng lồ có thể nặng khoảng 7 tạ như Josephus Arcticacea cũng là một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho Purussaurus. Các loài động vật có vú khác như thú có túi, động vật móng guốc, khỉ, lười, rơi, cá heo sông cũng có thể chịu số phận tương tự. Và nếu đói quá thì những con cá sấu khác từng ở gần Purussaurus như Murasuchus hay thậm chí là cả Gryposuchus, một siêu cá sấu khổng lồ khác nữa cũng có thể nằm trong tầm ngắm của Purussaurus. Với kích thước và lực cắn này thì khủng long phi điểu mà có tái thế thì phần lớn cũng sẽ trở thành mồi cho Purussaurus mà thôi. Hùng mạnh như thế, khủng khiếp như thế, ăn khỏe như thế nhưng tại sao Purussaurus lại tuyệt chủng? Theo các chuyên gia về cổ sinh thì các hoạt động kiến tạo địa chất dẫn đến sự ra đời của dãy núi Andes là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Purussaurus chỉ còn là dĩ vãng. Môi trường thay đổi, khí hậu thay đổi dẫn đến số lượng và chất lượng con mồi cũng thay đổi. Trong khi đối với những động vật có kích thước khổng lồ như Purussaurus, chúng luôn có sự nhạy cảm rất lớn đối với những biến động về nguồn thức ăn. Việc không săn được những con mồi lớn là đòn chí mạng giáng vào sự tồn tại của Purussaurus, và một khi không kịp thích nghi với sự thay đổi đó, số phận của Purussaurus cũng giống như nhiều sinh vật tiền sử khác, như số trời đã định chính là tuyệt chủng. Điều đó cho thấy, ngay cả những sinh vật mà chúng ta cho là hùng mạnh, thống trị một phương trời cũng hết sức mong manh trước những biến động của tự nhiên. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mê Khổng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất các bạn nha. Đồng thời cũng đừng quên theo dõi Mê Khổng Long TV trên các mạng xã hội như Facebook, TikTok để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khổng Long TV.